Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường đến chung vui ngày hội đại đoàn kết năm 2023 cùng người dân khu dân cư số 7, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khu dân cư số 7 được xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Hàng năm, trên 98% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường chúc mừng những kết quả khu dân cư số 7 đạt được thời gian qua, đồng thời tin tưởng tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục được cộng đồng dân cư ở đây phát huy, xây dựng cộng đồng đoàn kết, gắn bó, văn minh và bình yên. Dịp này, năm suất quà của thành phố đã được trao cho các hộ khó khăn tại khu dân cư số 7. Các hộ gia đình tiêu biểu cũng đã được các cấp khen thưởng trao quà động viên.